top các gói cước mạng Viettel được miễn phí mạng xã hội mà bạn nên biết. Chỉ với 30.000 đồng trên một tháng, bạn có thể thoải mái lướt các mạng xã hội hot nhất hiện nay. Các bạn hãy xem hết video này của mình để biết thông tin chi tiết và cách đăng ký. Và hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Gói cước đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là gói cước T30 của nhà mạng Viettel. Với cước phí để đăng ký là 30.000 đồng cho một lần đăng ký, bạn sẽ được miễn phí data khi truy cập TikTok trong suốt 30 ngày. Để đăng ký gói cước, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp T30 dấu cách TL gửi đến tổng đài 9123. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một gói cước có mệnh giá là 30.000 khác, đó là gói cước FB30 của Viettel. Sau khi đăng ký, bạn sẽ được miễn phí 100% data khi sử dụng Facebook trong suốt 30 ngày mà không sợ bị ngắt kết nối. Để đăng ký gói cước, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp FB30 dấu cách TL gửi đến tổng đài 9123. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một gói cước được miễn phí data khi sử dụng YouTube, đó là gói cước IT30. Cũng giống với hai gói cước trên, với cước phí để đăng ký là 30.000 đồng, bạn sẽ được miễn phí data khi sử dụng YouTube trong suốt 30 ngày. Để đăng ký gói cước, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp IT30 dấu cách TL gửi đến tổng đài 9123. Như vậy, mình vừa giới thiệu đến các bạn ba gói cước dùng mạng xã hội với nhu cầu sử dụng khác nhau. Như bạn có nhu cầu thường xuyên sử dụng TikTok thì hãy đăng ký gói cước T30. Bạn nào có thường xuyên sử dụng Facebook thì hãy đăng ký gói cước FB30. Còn bạn nào có nhu cầu xem YouTube trong suốt một tháng thì hãy đăng ký gói cước IT30. Trong trường hợp bạn có nhu cầu sử dụng cả TikTok, YouTube và Facebook trong một tháng, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn một gói cước được miễn phí sử dụng các ứng dụng này trong suốt 30 ngày. Đó là gói cước MXH100 của Viettel. Với cước phí để đăng ký là 100.000 đồng cho một lần đăng ký, bạn sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao để sử dụng trong 30 ngày. Mỗi một ngày bạn sẽ có 1GB để sử dụng. Đặc biệt hơn, bạn còn được miễn phí 100% data khi truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin trên Messenger. Để đăng ký gói cước, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp MXH100 dấu cách TL gửi đến tổng đài 9123. Như vậy, mình vừa giới thiệu đến các bạn 4 gói cước dùng mạng xã hội. Ngoài 4 gói cước mà mình vừa giới thiệu, các bạn có thể tìm kiếm các gói cước khác tại phần mô tả bên dưới video hoặc truy cập tại website viettel.group. Tại đây, mình sẽ giới thiệu đến các bạn đầy đủ các gói cước 4G của nhà mạng Viettel. Nếu các bạn có câu hỏi, thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp thì hãy để lại tin nhắn trong phần bình luận, mình sẽ hỗ trợ giải đáp đến các bạn. Các bạn thân mến, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.